Bạch Công Khanh có thêm hành động như muốn cắt đứt với Nam Em, chưa hẹn hò đã tan vỡ. Sau màn ngó lơ Nam Em trên sân khấu âm nhạc, Bạch Công Khanh lại có thêm hành động như muốn cắt đứt mọi thứ với Nam Em. Có lẽ nào cặp đôi đã rơi vào tình thế không thể cứu vãn được. Mấy hôm nay, người hâm mộ Nam Em Bạch Công Khanh không khỏi lo lắng trước những dấu hiệu rạn nứt của cặp đôi. Bằng chứng là trong một đêm diễn ở Đà Lạt, cả hai song ca rất hờ hững với nhau, không có tương tác và Bạch Công Khanh còn từ chối cùng Nam Em hát tặng khán giả một bài hát Giáng sinh. Chưa hết, Bạch Công Khanh mới đăng tải loạt ảnh trong đêm diễn vừa qua. Chỉ có ảnh một mình nam ca sĩ, không có tấm ảnh chụp chung nào với Nam Em. Đây đúng là hành động lạ khi trước kia Bạch Công Khanh thường chia sẻ rất nhiều hình ảnh tình cảm bên Nam Em. Từ khi diễn tập đến khi trình diễn chính thức, Bạch Công Khanh cũng bị cho là đã rút khỏi một đêm nhạc chung với Nam Em, dự định tổ chức vào giữa tháng 1 năm 2023 vì lý do cá nhân. Trong khi Bạch Công Khanh có nhiều hoạt động lạnh nhạt, ngó lơ Nam Em thì cô không đề cập gì đến chuyện này, chỉ có những bài đăng ẩn ý như khẳng định rằng việc mình muốn làm lúc này là cười thật tươi, sống thật hạnh phúc. Dường như Nam Em muốn thể hiện rằng cô vẫn ổn, vẫn vui vẻ sau khi bị đồng nghiệp từng thân thiết bơ đẹp trên sân khấu. Hiện giờ, dù chưa biết mối quan hệ giữa Bạch Công Khanh và Nam Em có biến cố gì hay không, nhưng một lượng đông đảo cư dân mạng đã lên tiếng an ủi Nam Em và bào vào trang cá nhân của Bạch Công Khanh để chỉ trích anh những hành động hờ hững với Nam Em như vậy, làm tổn thương Nam Em. Khán giả vô cùng lo lắng cho Nam Em, sợ cô lại rơi vào chuyện tình cảm một lần nữa. Nhưng có lẽ bây giờ Nam Em đã không phải là một cô bé ngây thơ 18 đôi mươi như trước. Cô đã một lần rớt xuống vực sâu. Hiện tại Nam Em rất chín chắn và điềm đạm. Hy vọng rằng gia đình Gõ Bốn Lá, những khán giả đã từng yêu thương Nam Em đừng quay lưng lại với cô trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cùng ủng hộ Nam Em trong các hoạt động sắp tới của cô nhé. Cho dù có Bạch Công Khanh hay không thì Nam Em vẫn sẽ tỏa sáng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.